cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tôi chốn lao tù bao hờn căm. Một niềm tin ở tương lai, Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đà. Băng giá tan dần, ánh dương tàn huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá. Khi ly tường đàn rực sáng trong tim chúng ta. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chưa tràn niềm yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tâm tôi chốn lao tù bao hờn căm. Vì dương hè sáng khi khắp nơi ta cô đơn, mong tôi lui dần tiếng chim vui hót vang. Và rồi từ đây anh dương soi đời mới, tiếng theo cửa đàm đã thấy tương lai sáng tươi. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đà. Băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá. Khi ly tường đàn rực sáng trong tim chúng ta. Bạn ơi quý vị đại biểu, thưa quý vị khán giả, mỗi khi Tết đến xuân về, trong tim mỗi người con mang dòng máu Lạc Hồng đều trào dâng rất nhiều những tình cảm thiêng liêng và hân hoan mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Và trên khắp các nẻo đường, góc phố, đi đến đâu cũng thấy niềm vui, hòa cùng lời ca dâng Đảng. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi, tràn ánh sáng khắp nơi nơi. 94 mùa xuân chúng ta có Đảng, Đảng đã luôn dẫn lối, soi đường cho con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao gian lao, thử thách. Và ngày hôm nay, để cho dân tộc Việt Nam có được những mùa xuân bất tận,
Và quý vị thân mến, với nhạc cảnh Đảng đã cho ta mùa xuân, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng hát của ca sĩ Miha, Trung Hiếu, Tú Tri, Mạnh Nguyên, Bảo Trân mà quý vị đã vừa thưởng thức, cho phép Nhật Trường và Kiều Ngân xin được đón chào các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và quý vị khán giả đã cùng về tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình gồm có 3 phần: phần 1 Đảng và mùa xuân, phần 2 Quê hương mùa xuân, phần 3 Việt Nam mùa xuân. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long thực hiện. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Kiều Ngân và Nhật Trường xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Và quý vị thân mến, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị lãnh đạo, các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Xin trân trọng đón tiếp các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh qua các thời kỳ. Và lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện thị, thành phố, các dân sĩ, trí thức, tôn giáo, doanh nghiệp và đông đảo bà con đến tham dự chương trình. Xin được nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của quý vị đại biểu, quý khán giả. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khán giả, một năm mới đang đến rất gần. Chắc hẳn là trong những giây phút đón chào năm mới, năm Giáp Thìn 2024 này thì ai nấy trong chúng ta cũng đều có rất nhiều những cảm xúc. Mình sẽ hồi hộp và bồi hồi khi mà chuẩn bị chào năm cũ, năm Quý Mão 2023 và háo hức khi mà chuẩn bị được đón một mùa xuân mới, một mùa xuân của tuổi trẻ với rất nhiều những hy vọng và ước mơ cho cuộc sống này ngày càng tươi đẹp, cho quê hương đất nước ngày càng khởi sắc. Và ca sĩ Hồng Mơ sẽ tiếp nối chương trình nghệ thuật tối hôm nay với một ca khúc xuân vô cùng rộn ràng và tươi vui là ca khúc Xuân và Tuổi Trẻ. Mời quý vị cùng thưởng thức. Với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Xuân thắm tươi, chim én bay cao tít trời. Vui tươi đi. Đừng để lòng thôn thức tình mê đắm. Ta chơi vui đời xuân thắm tươi. Xuân thắm tươi, chim én bay cao tít trời. Vui dân đi, cao tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thôn thức tình mê đắm. Ta chơi vui đời xuân tươi. Vui dân đi cho đời tươi sáng. Vui dân đi cho lòng thêm tươi. Mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm hăng. Vui dân đi cho đời tươi sáng. Vui dân đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi. Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Hát vang hòa lòng thêm hăng hái. Muôn sắc hoa, tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca, xuân từng bừng. Xuân
xuân về với ngàn hoa tươi sáng. Ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Xuân thắm tươi chim én bay cao tít trời. Vui sướng đi cao tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm. Ta sẽ vui đời xuân tươi. Vui sướng đi cho đời tươi sáng. Vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm hăng. Vui dân đi cho đời tươi sáng. Vui dân đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi. Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Hát vang hòa lòng thêm hăng hái. Muôn sắc hoa, tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Kính thưa quý vị, trong bức thư gửi học sinh vào năm 1946, Bác Hồ đã viết: một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Tuổi trẻ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, vì thế đã có biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam dâng trọn mùa xuân của mình cho cách mạng, cho kháng chiến, cho khát khao hòa bình, độc lập và hạnh phúc của nhân dân. Các anh đã sống trọn vẹn với lý tưởng, tinh thần nhiệt huyết, lạc quan cách mạng. Mùa xuân ở chiến khu năm ấy dẫu có gian nan vất vả nhưng luôn rộn rã tiếng cười và vững vàng niềm tin thắng lợi. Và tiếp tục chương trình, xin được kính mời quý vị cùng sống lại những giây phút hào hùng ấy qua giai điệu vui tươi của ca khúc Xuân Chiến Khu, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng do nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết trình bày. Xin mời.
quà có chi hơn là hát tặng bài ca.
tiếng chim hót vang lên lời ca. Và khi nắng tỏ giòn bước quân hành xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về rục cất bước dài phong cho làng quê. Trên núi sông mến yêu đời của ta, mà khi bóng giặc còn đó chưa rời xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về lời thôi thúc phải đánh tan giặc kia. Ta chào mùa xuân hành quân giành chiến thắng. Ta chào mùa xuân sục sôi chiều cách mạng. Xuân thắm tươi là chiến nơi tiền tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Và khi phá lộ trận đánh xe giặc qua, là luôn có em bám ruộng và ngăn thù. Đời tranh đấu đẹp thắm hoa đồng quê. Khi tiếng hô đấu tranh vẫn thành đô, đình công bái thị đòi áo cơm tự do, là luôn có em giữa dòng người căm thù, cùng tiếng bước và cất cao lời ca. Ta chào mùa xuân đồng quê bừng khí thế. Ta chào mùa xuân thành phố diệt mỹ nguy. Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân đấu tranh tiền phương hay hậu tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Tràn bao tình thương, lòng ta ấm lửa tình nghĩa hậu phương. Nghe em có nghe sóng người lên đường, cùng chung sức giải phóng cho miền Nam. Trên núi sông gắm hoa Việt Nam, mùa xuân thắng lợi giặc Mỹ sẽ phai tan. Là khi có em giữa dòng người vô tận, lại náo nức xây đắp cho miền Nam. Ta chào mùa xuân miền Nam bừng chiến thắng. Ta chào mùa xuân miền Bắc càng vững mạnh. Nam Bắc chia lửa chung tay diệt Mỹ, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Nam Bắc hai miền chung tay diệt Mỹ, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Ta chào mùa xuân miền Nam lừng chiến thắng. Ta chào mùa xuân miền Bắc càng vững mạnh. Nam Bắc chia lửa chung tay diệt Mỹ, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Nam Bắc hai miền chung tay diệt Mỹ, cùng hành quân đi giữa. Kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi là liên khúc Những Cô Gái Đồng Bằng Sông Cửu Long cùng hành quân giữa mùa xuân với sự trình bày của ca sĩ Hồng Mơ, Trung Hiếu, Miha, Mạnh Nguyên. Một ca khúc ngợi ca những chàng trai cô gái đã hiến dâng cả tuổi trẻ để chúng ta có những mùa xuân đông đầy hạnh phúc như ngày hôm nay. Mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời. Vâng, có những mùa xuân năm ấy thật đẹp, được tái hiện qua hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ nồng nàn tình yêu quê hương đất nước, qua hình ảnh của người nông dân hăng say lao động, qua những khúc ca khải hoàn mừng ngày chiến thắng, để rồi hân hoan nói với nhau rằng em ơi, mùa xuân đến rồi đó, rằng mùa xuân mới đã về trên khắp tổ quốc ta.
Và còn điều gì vui và ý nghĩa hơn khi trong những giờ phút đón chào năm mới này, những người ở hậu phương được đón nhận những lá thư xuân từ những người ở tiền tuyến. Những lá thư đong đầy những yêu thương và gửi gắm biết bao nhiêu là ước vọng, sum vầy hạnh phúc đoàn viên. Kính mời quý vị khán giả cùng cảm nhận những điều giản dị mà thiêng liêng ấy qua liên khúc Mùa xuân nho nhỏ, em ơi mùa xuân đến rồi đó, được dàn dựng đặc biệt với guitar qua tiếng hát của ca sĩ Trung Hiếu, Miha, và sau đó là giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Chế Thanh. Dòng sông xanh một bông hoa tím biếc, ơi con chim chiên chiên hót chi mà vắng trời, từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hướng về. Mùa xuân người cầm súng lộc giật đầy trên lưng, mùa xuân người xa đồng lộc trại dài nương lúa. Đất nước 4000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao vững vàng phía trước. Ta làm con chim hót, ta làm một nhành hoa, một nốt trầm sao xuyên tan biến trong hòa ca. Mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Mùa xuân, mùa xuân tôi xin hát khúc nam ai nam bằng nước non ngàn dặm. Xuân tươi bao la đang giúp ta đi mau tới.
trên đường ta đi tới này em, hãy hát lên cùng mùa xuân mới xinh tươi. Tươi bao la đang giúp ta đi mau tới những chân trời, đất mới đón người xây đắp ngàn mùa sâu hạnh phúc. Trên đường ta đi tới này em, hãy hát lên cùng mùa xuân mới xinh tươi. Em ơi mùa xuân đến rồi đó, đang dần vòng tay đón thành phố.
trên lưng đơn sơ nhanh lan rừng. Với quà biên giới anh sẽ tặng người thân, ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xuân. Đến muôn ý thơ xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh.
vừa rồi chính là những thanh âm rộn ràng của ca khúc Cung đàn mùa xuân qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết. Kính thưa quý vị, dưới sự soi đường của lý tưởng cách mạng, dân tộc Việt Nam ta đã làm nên những mùa xuân đại thắng. Và về với quê hương Vĩnh Long, đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra những con người ưu tú, những bậc hiền tài cho đất nước. Và ta lại càng thấy tự hào và xúc động hơn khi ở nơi trăm sông ngàn rạch này, những chiếc cầu đã nối nhịp bờ vui. Những công trình mang tầm vóc mới đã được dựng xây, khẳng định được vị thế, sự đổi thay vượt bậc từ khối óc và bàn tay lao động hăng say của những người con vùng đất chín rồng. Mỗi mùa xuân qua đều là mùa của những khúc hoan ca thắng lợi, mùa của đất nước trọn niềm vui, rạng rỡ cờ đỏ sao vàng, tung bay lộng gió. Về giữa mùa xuân giải phóng Vĩnh Long, đồng bào ơi bao nói lên rồi, bao ngày trời đủ nóng trên tôi, quyết trả thù thành phố ta ơi. Một mùa xuân tổ quốc tôi rồi tung trên đất trời, dậy thành phố sông răng cờ rồng, dậy đồng lúa sông lên lập công, diệt giặc Mỹ đồng bào ơi. Giặc cùng đường toàn thắng hát hẳn về ta, quân với dân sẵn sàng sông lên bước đi vững vàng. Em đã dùng lửa quân sông đa nổ vang, đi với tan quân thù giành lấy độc lập tự do. Kìa cờ hồng lộng gió chết không chờ ta, quân với dân một lòng hy sinh chúng ta không màng. Thề một lời phải quên hết quân ngoài xâm, xuân nước ta muôn đời là xuân độc lập tự do. Vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bom mang giờ hết gạo, dù thân thể thiên nhiên mà đầy thương tình, dù xa cách hai ngàn đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngờ, một tiếng chim ngờ, một làn gió biển, một sớm mai xuân chúng ta hợp ra chiến, thấy trời xanh sao xuyên ở trên đầu ta vẫn hận hái hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời chiếc ngừng giữa thế kỷ 20 sáng rực sáng ngàn năm ngàn năm. Trong muôn ánh sao vàng rừng cây tung bay rộn ràng bóng mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng ba khô dậy từ non sông rào rực sao hôm nay bác vui về hội toàn dân. Hành động ơi chiến sĩ đại phóng kiên cường, đêm hoa đăng những ngôi
trời tươi thắm tuyệt vời, đẹp tiên tiên mãi mãi. Tổ quốc muôn đời tròn vẹn cho nam sông bao nhớ. Cảm ơn các ca sĩ đã mang đến cho chúng ta những giai điệu đầy tự hào qua liên khúc Về Vĩnh Long, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, Đất Nước Trọn Niềm Vui. Và tiết mục này cũng đã khép lại chương 1 Đảng và Mùa Xuân. Và trong không khí rộn ràng, náo nức, hừng hực khí thế chờ đón một năm mới sắp đến, chúng ta vẫn tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể dân tộc Việt Nam, đất nước ta sẽ tiến lên một kỷ nguyên tươi đẹp, phát triển và thịnh vượng. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ và các bạn đoàn viên thanh niên. Kính thưa quý vị, mỗi khi Tết đến xuân về thì mỗi vùng miền sẽ có những nét đặc trưng rất riêng. Vậy thì Tết của miền Tây chúng ta sẽ có những đặc trưng khác biệt như thế nào? Ngay bây giờ đây thì xin được mời quý vị sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình với chủ đề Quê hương mùa xuân, để chúng ta cùng nhau thực hiện một chuyến du xuân với các tiết mục vui tươi, những khúc xuân rộn ràng. Và trước tiên, hãy dành cho nhau những lời chúc bình an và hạnh phúc qua liên khúc Vui Tết Miệt Vườn, Mùa Xuân Cưới Em do ca sĩ Lê Minh Trung và Lâm Ngọc Hoa thể hiện. Chúc mừng xuân.
xuân với những cành mai tươi thắm, với hương gió xuân nhẹ nhẹ, nồng nàn, và đặc biệt là những ước nguyện đầu xuân đầy ý nghĩa càng khiến cho lòng chúng ta trở nên bồi hồi và náo nức. Và những nét xuân dịu dàng ấy vừa được thể hiện qua ca khúc Sắc Xuân với giọng ca truyền cảm của ca sĩ Bích Phượng. Và kính thưa quý vị, mỗi khi Tết đến xuân về thì chắc hẳn rằng lòng của chúng ta lại hân hoan dâng trào với rất nhiều những cảm xúc và ngập tràn hạnh phúc khi mà gia đình được sum họp nè, được đoàn viên, và sẽ có một điều thú vị hơn và hạnh phúc hơn nữa khi chúng ta có thêm hỷ sự, đúng không nào? Và tình yêu đi theo với mùa xuân cũng đến độ chín mùi và cũng sẽ đơm hoa kết trái. Và ngay bây giờ Kiều Ngân và Nhật Trường mời quý vị cùng đến với ca khúc Tết Này Sẽ Lấy Chồng, và một liên khúc vô cùng rộn ràng ạ, Biết Mẹ Muốn Dâu và Thuyền Hoa, để cùng nhau chúng ta sẽ cảm nhận sự trọn vẹn, hân hoan và niềm vui của những đám cưới đầu xuân quý vị nhé. Nhông hàng xóm thằng Út Vĩnh Long nó thường bày đá lầu, bày đợi chờ ai sao không đồng ý. Má nhìn thử coi con gái má đẹp không, có gì đâu mà má phải lo lắng. Con gái miền Tây mình thiệt thà dễ thương, con đẹp nết lẫn ngoại hình con không ấy đâu má ơi. Thì là con hứa má ơi, Tết nay con lấy chồng, má đừng buồn lòng, má đừng giận hờn, kẻo có thêm nếp nhăn. Cái Tết năm nay nhà ta sẽ sum vầy, đám cưới linh đình họ hàng hai bên sẽ chúc phúc rộn ràng. Kêu qua rước dâu đưa em về quê anh Vĩnh Long, trái ngọt hương thơm quê hương đậm nghĩa tình, giữ chữ sắc son bên nhau đến trọn đời. Tết nay cưới rồi Tết sau ta sẽ có thêm thằng con. Cứ lòng nhông hàng xóm thằng Út Vĩnh Long nó thường bày đá lầu, bày đợi chờ ai sao không đồng ý. Má nhìn thử coi con gái má đẹp không, có gì đâu mà má phải lo lắng. Con gái miền Tây mình thiệt thà dễ thương, con đẹp nết lẫn ngoại hình con không ấy đâu má ơi. Thì là con hứa hơn kẻo có thêm nếp nhăn, cái Tết năm nay nhà ta sẽ sum vầy, đám cưới linh đình họ hàng hai bên sẽ chúc phúc rộn ràng. Kêu qua rước dâu đưa em về quê anh Vĩnh Long, trái ngọt hương thơm quê hương đậm nghĩa tình, giữ chữ sắc son bên nhau đến trọn đời. Tết nay cưới rồi Tết sau ta sẽ có thêm thằng con.
Bao cô nàng mỉm cười xinh xắn, thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, 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 khoan ơi, hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên xanh xanh lên ước mơ, thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, xưa em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi, 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 khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, trở yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông mới có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, 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 khoan ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, xưa em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi, ơi, khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, trở yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Xin được cảm ơn ca sĩ Ngọc Phụng, ca sĩ Bảo Trân và trước đó là ca sĩ Huyền Trâm đã mang đến những tiết mục rất vui tươi và vô cùng rộn ràng đã phục vụ cho quý khán giả của chúng ta. Vâng thưa quý vị, quê hương ngày Tết của chúng ta không chỉ gói gọn trong vẻ đẹp của đất trời, của vạn vật thay màu áo mới hay là của muôn hoa đua sắc thắm, mà đó còn là mùa xuân trong lòng người.
chắc là quý vị sẽ đồng ý với Kiều Ngân. Những nét đẹp cội nguồn của ước mơ sum họp bên mâm cơm gia đình đoàn viên là những cái nét đẹp mà ngày Tết khi chúng ta nhắc về chúng ta cảm thấy nôn nao và chờ mong biết bao, đúng không ạ? Và quý vị thân mến, đẹp làm sao khi mùa xuân còn hiện diện đâu đó trong những giai điệu trầm bổng, những làn điệu cổ truyền làm vấn vương lòng người lữ khách nè, làm bồn chồn lòng người xa quê. Nghe quá nhiều cảm xúc. Vậy bây giờ Trường hỏi Kiều Ngân thử nha, nếu như chọn một điểm thích nhất của mình về quê hương miền Tây á, thì Ngân sẽ chọn điều gì? Ngân cũng là một người con của miền Tây, và như Kiều Ngân đã vừa chia sẻ hồi nãy, nếu mà chọn một điều mà Ngân thích nhất về quê hương của mình, đó chính là âm nhạc, là những điệu lý, những câu hò, là nét đặc sắc văn hóa đờn ca tài tử. Mà ngoài điều đó ra thì không thể nào không kể đến là ẩm thực của miền Tây mình quá ngon, quá tuyệt vời, đúng không? Vậy nên bây giờ xin được mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau lên một chuyến hành trình trên đất phù sa về miền Tây điệu lý với tiếng hát của ca sĩ Lâm Ngọc Hoa và nhóm hòa tấu nhạc cụ dân tộc Nhạn Việt. Xin mời. Ký ức đẹp và khó quên trong lòng mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, mỗi khi mùa xuân đến, nắng xuân vừa thấm, gió xuân tràn về, đàn chim én từ xa chớp chới chào liện, thì cũng chính lúc đó, khắp xa gần, người người mãi mãi chờ xuân.
mọi người mong chờ để đến giây phút cùng nhau trong đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, cùng trao cho nhau những lời chúc may mắn, bình an, những lời chia sẻ chân tình. Rồi mùa xuân cho anh, mùa xuân cho em và mùa xuân cho tất cả chúng ta sẽ càng thêm ý nghĩa. Đẹp làm sao gió xuân mơn màng cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vừa về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà. Bước buồn bà gửi lòng lư khách xa nhà. Ngoài trời xuân hát ca vang lời chào mừng, mình mừng xuân mức dưa mai vàng bánh chưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười. Sang năm thịnh vượng gia phát tài hơn. Ơi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ từng quân đến sao em thẹn thùng. Từng nụ cười ngây thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ. Bạn bè cùng nâng ly uống càng mừng xuân. Đẹp làm sao giáng in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời. Thắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Đẹp làm sao giáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời. Thắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời. Thắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Xuân cho em ngàn hoa nở thắm, giọt sương long lanh trên cành đàn chim hót. Mùa xuân cho em tình yêu đầy say đắm, mình hẹn ước trăm năm. Nàng xuân thơ ngây dạo trên đường phố, để ai ngu ngơ si tình và nhung nhớ. Chiều xuân xôn xao hẹn nhau về chung lối, mình sẽ mỗi lưng thuyền. Anh cho em mùa xuân, cho nụ hôn say đắm ngọt ngào. Anh cho em bài thơ, bao kỷ niệm dệt những ước mơ. Anh cho em mùa xuân, mang niềm vui đi khắp quê hương. Mang cho em tình yêu, tơ duyên nồng hạnh phúc xuân ơi. Xuân yêu thương rộn vang lời hát, trẻ thơ tung tăng vui cười đùa trong nắng. Mình tay trong tay hòa theo từng câu hát, gọi xuân đến mọi nhà.
Mùa xuân cho em ngàn hoa nở thắm, giọt sương long lanh trên cành đàn chim hót. Mùa xuân cho em tình yêu đầy say đắm, mình hẹn ước trăm năm. Nàng xuân thơ ngây dạo trên đường phố, để ai ngu ngơ si tình và nhung nhớ. Chiều xuân xôn xao hẹn nhau về chung lối, mình sẽ mỗi lương duyên. Anh cho em mùa xuân, cho nụ hôn say đắm ngọt ngào. Anh cho em bài thơ bao kỷ niệm dệt những ước mơ. Anh cho em mùa xuân mang niềm vui đi khắp quê hương, mang cho em tình yêu tơ thiêng nồng hạnh phúc xuân ơi. Mùa xuân yêu thương rộn vang lời hát, trẻ thơ tung tăng vui cười đùa trong nắng. Mình tay trong tay hòa theo từng câu hát, gọi xuân đến mọi nhà. Mình tay trong tay hòa theo từng câu hát, gọi xuân đến mọi nhà. Lời ca
đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Anh mơ sao một ngày xuân năm ấy có em về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như hương cao hương dừa đang trổ qua, như đêm trắng bên đường em tắt nước chiếc đào hoang nhớ cả căn nhà. Xin cảm ơn ca sĩ Bích Phượng, ca sĩ Đình Văn và ca sĩ Lê Minh Trung với tiết mục Xuân đẹp làm sao, đêm giao thừa nghe một khúc dân ca và ca khúc Mùa xuân cho em thật ý nghĩa và đong đầy cảm xúc. Và kính thưa quý vị, Tết đã về trên khắp quê hương Việt Nam, người người nhà nhà đón chào nàng xuân bằng những lời yêu thương chúc mừng cho trẻ em quê áo xinh xinh với một năm mới ước mơ tuyệt vời. Tết là vậy, chẳng cần có mâm cao cổ đầy, chúng ta chỉ cần trao cho nhau lời yêu thương thôi thì lòng người đã vui và một niềm vui phải nói là đong đầy hạnh phúc. Vâng, và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng cảm nhận không khí mùa xuân ngập tràn yêu thương và hạnh phúc. Lòng tôi xao xuyến nhớ bến sông quê, in hình bóng của người xưa đất nuôi ta bao ngày khôn lớn lớn khôn thành người. Còn bên tai tiếng hò hò ơi như tiếng ru nằm nôi, bao năm rồi vẫn chưa trở lại làng tôi. Quay về mẹ ơi, con đáng quay về. Nỗi niềm trĩu nặng lòng con hành lý xa quê. Hôm nay con về ai chờ ngóng, cu tí cu tẹo nhớ con không? Cây tre đầu làng đo qua sông nhỏ nhớ con nhiều không? Tìm miếng cay trầu mẹ ơi, tìm miếng cay trầu. Ôm lại những ngày còn thơ nào biết mai sau. Cơm canh thơm lừng tay mẹ nấu, như giấc mơ đẹp đã in sâu. Cho con yêu hoài và con yêu mãi chưa từng nhạt phai. Dù đi bao xa trắng quê nhà là trăng sáng nhất, dù có bao lâu nữa cầu lòng là nước trong lành. Ai ơi xin nhớ cho rằng nơi đâu thân ai cho bằng quê. Con nhớ những ngày mẹ ơi, con nhớ những ngày lúa vàng trên đồng gánh gồng rồi lúa trên vai. Con nhớ tay mẹ thơm ngày bé, hồng tóc bên thềm nắng nghiêng che. Nghêu ngao đôi lời bài ca giọng cổ con nằm im nghe. Chính dòng cửu long vàng bao đời nay đã nuôi thân ta. Còn những ngày tháng rất thơ ngày vẫn còn mãi đây, nhớ quê nên quay về. Dù đi bao xa xuân quê nhà là xuân vui nhất, dù có bao lâu nữa cầu lòng là nước trong lành. Ai ơi xin nhớ cho rằng nơi đâu thân ai cho bằng quê.
trên đồng gánh gồng rồi lúa trên chai. Con nhớ tay mẹ thơm ngày bé, hồng tóc bên thềm nắng nghiêng che, nghêu ngao đôi lời bài ca giọng cô con nằm im nghe, nghêu ngao đôi lời bài ca giọng cô con nằm im nghe. Những cành hoa mang phước lộc, gia đình về đây kế nhau nghe một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng. Nghe tình xuân thấm trong lời ca, hạnh phúc mênh say lòng ta. Đón chào nàng xuân với đời những lời yêu thương chúc mừng, cho trẻ thơ khoe áo xinh xinh một năm mới ước mơ tuyệt vời. Tết đến mức pha hạt dưa, chín bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Tết đến chúc mọi người luôn luôn vất tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Tết đến tất thiệp đầu năm, bên phong bì thắm tươi rộn ra niềm vui. Tết đến quê quần cùng nhau, bên gia đình đón xuân ngày Tết Việt Nam. Đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phước lộc, gia đình về đây kế nhau nghe một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng. Nghe tình xuân thấm trong lời ca, hạnh phúc mênh say lòng ta. Đón chào nàng xuân với đời những lời yêu thương chúc mừng, cho trẻ thơ khoe áo xinh xinh một năm mới ước mơ tuyệt vời. Tết đến mức pha hạt dưa, chín bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Tết đến chúc mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Tết đến tất thiệp đầu năm, bên phong bì thắm tươi rộn ra niềm vui. Tết đến quê quần cùng nhau, bên gia đình đón xuân ngày Tết Việt Nam. Tết đến mức pha hạt dưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Tết đến chúc mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Tết đến tập thiệp đầu năm, bên phong bì thắm tươi rộn ra niềm vui. Tết đến quê quần cùng nhau, bên gia đình đón xuân ngày Tết Việt Nam. Xuân vui phát tài, mời bạn vào đây ghé thăm nhà tôi. Mời bạn dùng thêm bánh mứt, thêm dưa hấu đỏ, ta bên nhau hát vang câu xuân tình. Này này là câu chúc Tết an khang thái hòa,
mẹ hiền cùng cha sẽ luôn bình an. Trẻ nhỏ que áo mới luôn luôn mỉm cười, khoe hương trong nắng xuân mai đào tươi. Nhà tôi một năm qua đã có bao đổi thay, chỉ có niềm vui luôn mãi đây. Mình quay quần bên nhau trong khúc ca sum vầy, mừng xuân tình yêu vút bay. Và ta yêu xuân, lì xì cho nhau bao niềm vui. Và ta mong xuân chờ một đêm giao thừa ấm cùng bên nhau đi lễ chùa. Và ta yêu xuân, cầu một năm bao điều may. Và ta mong xuân sẽ còn mãi trong lòng ta. Mùa xuân vui mời bạn ghé qua nhà tôi. Mọi người vào năm mới cùng xuân vui phát tài, mời bạn vào đây ghé thăm nhà tôi. Mời bạn dùng thêm bánh mứt, thêm dưa hấu đỏ, ta bên nhau hát vang câu xuân tình. Này đây là câu chúc Tết an khang thái hòa, mẹ hiền cùng cha sẽ luôn bình an. Trẻ nhỏ que áo mới luôn luôn mỉm cười, khoe hương trong nắng xuân mai đào tươi. Nhà tôi một năm qua đã có bao đổi thay, chỉ có niềm vui luôn mãi đây. Mình quay quần bên nhau trong khúc ca sum vầy, mừng xuân tình yêu phút bay. Và ta yêu xuân, lì xì cho nhau bao niềm vui. Và ta mong xuân chờ một đêm giao thừa ấm cùng bên nhau đi lễ chùa. Và ta yêu xuân, cầu một năm bao điều may. Và ta mong xuân sẽ còn mãi trong lòng ta. Mùa xuân vui mời bạn ghé qua nhà tôi. Yêu xuân, lì xì cho nhau bao niềm vui. Và ta mong xuân chờ một đêm giao thừa ấm cùng bên nhau đi lễ chùa. Và ta yêu xuân, cầu một năm bao điều may. Và ta mong xuân sẽ còn mãi trong lòng ta. Mùa xuân vui mời bạn ghé qua thăm nhà tôi. Hoa xuống đời vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời kia trong vạt nắng, mây xuân tràn sớm không hoa nhẹ sung, một cười thẹn thùng cùng bao muôn sáng bướm say duyên lành thăm tô trời xanh. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn. Xuân đem niềm vui cho ngày xanh không hẹn lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. We'll be right back.
Xin cảm ơn ca sĩ Đình Văn và ca sĩ Tú Tri với ca khúc Ngày Tết Việt Nam, ca nhạc sĩ Hamlet Trường với ca khúc Xuân Phương Nam, Xuân Ghé Thăm Nhà, nhóm Nam Đà Bang với ca khúc Âm Thanh Mùa Xuân và ca sĩ Trung Hiếu với ca khúc Đón Xuân Vô Cùng Rộn Ràng ạ. Và xin được chào mừng quý đồng chí lãnh đạo và quý khán giả đã cùng về tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Long thực hiện. Quý vị khán giả thân mến, một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, bấy nhiêu đó cũng đủ để chúng ta cảm nhận được mùa xuân đã về trên khắp phố phường. Và đêm nay mùa xuân đang đến thật gần với hương trầm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi. Và trong thời khắc đón giao thừa, ắt hẳn rằng ai trong chúng ta cũng đều có những ước nguyện đầu năm, không chỉ mong êm ấm đến cho mọi nhà, mong phước lộc tràn tay, mà lứa đôi còn ước mơ giấc mộng uyên ương, mong có nhau ngày mai. Và những ước mơ tốt đẹp đó sẽ được nghệ sĩ Kiều Oanh thể hiện qua ca khúc Ước Nguyện Đầu Xuân, nhạc Hoàng Trang, lời vọng cổ Hoàng Dững. Mời quý vị cùng thưởng thức. Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, chúa xuân giáng trần thật xinh. Năm rồi em trăng đầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chăng? Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứ mong, ý xuân ấy đẹp trời ban. Chờ đến giao thừa, qua lòng khoe sắc mọi nơi, đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây trần gian. Đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân. Giạt nắng xuân sâu đất trời mở hồi, vài chiếc lá rơi mà ngỡ bước chân của nàng xuân đang dội ra đi về. Từng ngọn cỏ cành cây bông hoa nào cũng nũng điệu làm duyên, trong nắng mới tràn đầy bao giữa sông, em cũng nghe lòng rộn rã những yêu thương, tên gọi tình trên bờ môi anh mất ngỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chung câu chúc quê hương em vui, nó ấm theo về những phước lầu. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Những lời nhắn gửi trở về quê sum họp với gia đình, ôi sao mà khiến cho lòng mình cảm thấy nôn nao quá, phải không ạ? Và xin được cảm ơn những lời nhắn chân thành đó đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng với ca khúc Đoạn Xuân Ca. Đây là ca khúc đã khép lại phần 2 của chương trình nghệ thuật tối ngày hôm nay với chủ đề Quê hương mùa xuân. Kính thưa quý vị, Tết chỉ có một chữ thôi mà gói gọn trong đó biết bao nhiêu là kỷ niệm và cảm xúc. Tết là dịp sum vầy, Tết đến, người người nhà nhà đều nhớ về quê hương. Tiếng gọi thân thương ấy có thể làm nao lòng những người con xa xứ, những người mà quanh năm suốt tháng tất bật với công cuộc mưu sinh và học tập nơi xứ người, có thể làm cho chúng ta tạm thời nguôi ngoai đi cái nỗi nhớ về quê nhà. Ấy vậy mà, khi nhà nhà bắt đầu mua sắm Tết, phố phường bắt đầu khoác lên mình một tấm áo mới, thì bỗng nhiên trong lòng chúng ta lại hồi hộp, khắc khoải, chờ mong mãi để đến cái ngày có thể về quê đón Tết. Đó là cảm xúc rất thường thấy ở rất nhiều người, đúng không ạ? Vậy thì không biết là với các bạn trẻ thì sẽ đón Tết quê mình như thế nào đây? Đặc biệt là Tết năm nay ở Vĩnh Long thì sẽ có gì đặc sắc? Và sẽ có rất nhiều điều thú vị hứa hẹn ở phía trước. Và ngay lúc này đây, xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiết mục kịch được mang tên Tết Miền Tây, Tết Hết Sảy, để cùng du xuân Vĩnh Long với những cảm xúc vui tươi và những nguồn năng lượng tích cực trong những ngày đầu năm. Và đây cũng là tiết mục mở màn cho phần 3 của chương trình với chủ đề Việt Nam Mùa Xuân. Đây, 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 nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, ơi, ơi. Tới rồi nè. Qua đây. Trời ơi, hèn chi. Trời ơi, bà con Vĩnh Long đông quá trời, chào đón tụi mình. Dạ, chào đón bà con Vĩnh Long nha. Chào bà con, trời ơi, bữa nay bà con đông quá vậy ta. Trời ơi, bà con ơi, coi nè, đẹp quá trời đẹp luôn kìa. Đẹp quá, Vĩnh Long đẹp quá. Trời ơi. Nói nghe nè, nói nghe nè. Hả? Hả? Tới chưa? Hả? Tới rồi. Tới rồi. Tới hả? Ừ. Trời ơi, nhóm tụi mình mới chiến thắng. Mà chưa có cho ăn mừng gì hết trơn á, xuống như này bắt nhỏ ăn hành rồi. Thiệt luôn á, xách đồ lụm cụm lụm chưa. Trời ơi, xách có nhiêu nó cũng than nữa, cái này là của bạn không á chứ không phải tụi tôi đâu. Đúng rồi. Thôi là nói gì sao, thì biết tính tụi hay đói thì tôi đem đồ ăn theo nhiều thôi. Trời ơi, trong này là không có quần áo đâu, đồ ăn dặm không đó. Thì mấy lon sữa nữa tôi biết mà. Ừ. Thôi thôi thôi, thì phụ tay chân đi. Thôi thôi thôi, thôi phụ ổng đi. Ủa, tự nhiên bỏ đi ơi. Sao? Đi chuyến này tôi thấy lo nghe. Lo cái gì mà lo? Yên tâm đi. Cái tour này đó là một mình tôi trăn trở ngày đêm tôi thiết kế. À. Với lại tôi mong là mọi người sẽ cũng cảm nhận giống tôi. Đây là một cái điểm đến vô cùng đặc sắc. Hội tụ tất cả những yếu tố giống như là nghỉ dưỡng nè. Ừ. Ẩm thực hấp dẫn nè. Ừ. Trò chơi dân gian vừa vui vừa hay nè. Trời ơi. Đặc biệt là trải nghiệm thực tế các làng nghề truyền thống ở đây. Trời ơi, hay vậy. Thôi, đi tiếp đi, đi tiếp đi. Đi nha, đi nha, chờ, đi chờ, nha. Chờ, tôi dắt, chờ, tôi dắt. Có hả, mà tôi mới đi có nhiều đó mà tôi mê dữ trời rồi đó. Mê dữ luôn hả? Bây giờ tôi tha thiết nha. Tôi năn nỉ mọi người luôn. Rồi sao? Nghiên cứu với tôi coi ở đây còn cái gì mà vui hơn nữa, đặc sắc hơn nữa.
nó nghe nè. Hả? Trời ơi, Việt Nam mình nó có biết bao nhiêu là danh lam thắng cảnh nè, biết bao nhiêu là rừng vàng biển bạc nè, được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ và công nhận. Tại sao mình không chọn ra để dễ lấy điểm hơn? Đây đây đây, để tôi nói cho. Tôi nha cũng là người con của miền Tây. Mọi người thấy không? Bây giờ nè, rừng nè, núi nè, đồi nè, biển nè, chỗ nào ở đây cũng đẹp hết trơn á. Với lại đã được giới thiệu rất là nhiều qua hàng năm rồi. Tôi thấy ý tưởng của Úc Vĩnh á cũng là một ý tưởng sáng tạo chứ bộ. Bây giờ nghĩ đi, một cái tour du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng, cộng thêm với lại là trải nghiệm những cái mô hình văn hóa truyền thống nữa, đó mới gọi là thông điệp của giới trẻ. Quan trọng hơn nữa là chủ đề bài thi của tụi mình đang yêu cầu cái điều đó mà. Giới trẻ bây giờ á không phải là muốn đi chơi không đâu. Đúng rồi. Mà thông qua những cuộc vui, giới trẻ còn muốn học hỏi rất nhiều thứ. Đồng ý tôi không? Đồng ý. Xác. Khoan, ngừng lại đi. Cái gì nữa? Bây giờ nói nè, nếu như là thi đua với các trường đại học khác ở trong mình á thì tôi liều không sao hết. Còn cái này nhóm mình đã là nhóm chiến thắng rồi, đại diện cho Việt Nam giao lưu với các trường khác ở khu vực Đông Nam Á. Thôi nè, mình phải đem cái gì đó nổi tiếng quách xì lách ra. Chứ tôi hỏi nha, thiết kế cái tour sinh thái này á, liệu có thắng nổi không? Thôi, bây giờ cho tôi can đi. Bây giờ là gần Tết rồi đúng không? Mình cũng có thời gian rất là nhiều, ai cũng rảnh hết. Đúng rồi. Thì coi như là bây giờ tôi tha thiết tôi mời các bạn về quê miền Tây của tôi ăn Tết một chuyến. Quá đã luôn. Đúng không? Thế còn nếu mà ở đây không ok nữa, không được nữa, thì mình có thể là qua Tết mình kiếm một địa điểm khác mình làm vẫn chưa muộn mà. Ừ, có nhiều chỗ để mình lựa chọn mà. Nghe nè, mình đi thi chuyến này là thắng chắc luôn á. Ủa sao vậy? Chưa gì hết là tôi thấy đồng quan điểm quá trời luôn. Thôi, bây giờ tôi can, để tôi can nè. Bây giờ trưởng đoàn Úc Vĩnh ơi. Ơi. Bây giờ giới thiệu cái địa điểm tiếp theo tụi mình đi là đâu đi. Ừ. Tôi á có một thắc mắc quan trọng là không biết người miền Tây ăn Tết sao hen. Lên giọng. Vâng, xin kính chào tất cả quý hành khách thân yêu của tôi. Ôi, hay à. Và chúng ta vừa đi ngang một địa điểm rất nổi tiếng ở Vĩnh Long. Đó chính là cầu Mỹ Thuận 2. Quá xuất sắc. Đẹp quá. Vâng. Và tôi cũng là người con của Vĩnh Long, được sinh ra bởi dòng nước ngọt lành của đồng bằng sông Cửu Long. Tôi, Hoàng Long, tiếp lời bạn tôi, chúng ta vừa dừng chân ở cầu Mỹ Thuận 2. Tiếp theo sẽ là... Là gì? Tiếp theo sẽ là... Là gì? Tiếp theo sẽ là... Là cái gì? Trời ơi, nói đi, tôi nôn quá trời nôn nè, nôn trong dạ nè. Đây, đây. Tình luôn, nãy giờ đứng ngắm cái cầu Mỹ Thuận 2 á, mê ơi là mê. Mê không? Bây giờ có chỗ này còn mê hơn nữa nè. Chỗ nào? Đến Vĩnh Long mà mình không đến cái chỗ đang hot, hòn hòn nhất ở đây là một điều thiếu sót. Đâu? Đó chính là đường gốm đỏ và đường hoa dài nhất Việt Nam. Đúng rồi. Trời ơi, đẹp vậy. Đẹp quá. Công tắc chưa? Đẹp quá. Trời ơi. Đẹp quá. Trời ơi, quá đẹp rồi. Bây giờ phải cho một tràng pháo tay thôi. Pháo tay. Quá ư là xuất sắc. Tôi nói rồi, tôi giới thiệu cái chỗ này mà cảm thấy như là mình rất là tự hào về ở Vĩnh Long này luôn á. Có nhiều thứ rất là đẹp đẽ để mình có thể quan tâm, để mình có thể chụp học hỏi, mình có thể tham quan nữa. Đúng rồi, mình phải hãnh diện không? Mình hãnh diện. Quá hãnh diện luôn. Để tiếp lời bạn tôi. Đúng. Tiếp lời bạn tôi, tôi cũng là một đứa con lớn lên bằng hạt gạo phù sa miền Tây ấm áp. Nay tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn chuyến hành trình trải nghiệm của chúng ta rơi vào những ngày cuối năm, lúc mà thời tiết ôn hòa, lòng người cởi mở hơn, đất trời giao thoa với nhau để cùng nhau chào đón một mùa xuân thật huy hoàng. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vâng, và bây giờ thành phố Vĩnh Long xin chào đón tất cả chúng ta. Có thể nói thành phố Vĩnh Long là một trong những nơi rất đặc biệt. Bởi vì thành phố Vĩnh Long là nằm giữa con sông Tiền và sông Hậu. Nổi tiếng nhất ở đây đó chính là vùng đất địa linh nhân kiệt đó nghe. Đó là những điều đã được học và được đọc. Còn bây giờ, trưởng đoàn ơi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu nào? Đúng, đi đâu? Khoan đi cho tôi. Sao vậy? Nào? Đi đâu cũng được hết. Nhưng mà là ăn uống tham quan này kia phải như giới thiệu nghe. Đói bụng quá rồi. Yên tâm nha. Cái chuyến hành trình này nè là một cái chuyến hành trình mang đậm đà bản sắc Tây Nam Bộ luôn. Mình không chỉ dừng chân ở thành phố Vĩnh Long thân yêu không đâu, mà mình còn sẽ đi đến một nơi mà nơi đó ha, đời sống sinh hoạt của người dân á vẫn mang đậm nét văn hóa miệt vườn. Trời đã quá vậy. Mộc mạc gần gũi nhưng mà vô cùng thú vị nha. Ở đâu? Biết ở đâu không? Ở đâu? Cù Lao An Bình. Yeah!
Trời ơi. Dạ. Con chào dì. Chào các con. Trời ơi, đông vui quá. Trời ơi, dì ơi dì. Sao bà dì hát hay dữ vậy dì? Cái giọng của dì cất lên con tính đâu cây kèn á, nó vang vang vậy nè dì. Ê mọi người giọng sao sao mà sao? Mày nói cây kèn à, dạ mọi người nhìn nè, sao giống nghệ sĩ Thanh Hằng dữ vậy? Ta ờ đúng rồi, giống gì ta? Đúng không? Dạ má giống nghệ sĩ Thanh Hằng kìa. Ai cũng nói má giống nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ nhưng mà má đẹp hơn nghệ sĩ Thanh Hằng nè. Má hay hơn nghệ sĩ Thanh Hằng nữa nè. Mày muốn là cao tao ca nữa nè. Dạ má đừng, mấy đứa đừng khen má chị nữa, khen là má chị hát opera luôn tới sáng đó. Dạ, cho em xin giới thiệu chút xíu nha. Dạ mấy anh chị ở đây á là tập đoàn du lịch Cù Lao mà tôi đã đặt tour, cũng như là rất là hân hoan khi mà nhờ các anh chị đón tiếp chúng ta bằng một cái hình thức rất là khác biệt. Mà mọi người biết không, tôi tâm sự với lại các anh chị với lại cô ở đây nè, là nhóm của mình á là sẽ đem cái đề tài này, mình sẽ tìm một cái điểm đến, mình nghiên cứu đem cái đề tài này để sắp tới mình sẽ đem quảng bá với lại các bạn bè ở đất nước Đông Nam Á đó. Cho tôi có ý kiến được không? Thật sự nãy giờ đến đây á, tôi không biết ở đây làm sao mà tự nhiên thấy tình người ở đây, mọi người quá ư là vỗ tay. Còn nữa chưa, mình phải giới thiệu cho hết luôn. Dạ đây là dì Năm Tươi. Còn đây là chị Hai Thơm, con của dì Năm Tươi. Mà sắp tới là chúng ta sẽ ở homestay của dì Năm Tươi đó nha. Ồ dạ. Đúng rồi, vâng, chị là chị Hai Thơm, xin kính chào các em. Dạ đây là má của chị. Dạ. Xin hân hoan chào đón các em đã đến với khu nghỉ dưỡng tràn đầy năng lượng và tràn đầy ước mơ ở vùng đất này ạ. Chị sao? Nhưng mà cho em hỏi cái nha, là sắp tới cái lịch trình của mình á là mình sẽ đi đâu, rồi mình sẽ ăn những cái món gì vậy chị? Chị dạ. Giới thiệu cho em biết đi. Con xin phép đi. Cái gì? Cho con xin phép nha. Nói đi con. Bây giờ dì Năm với lại chị với tất cả mọi người ở đây nè, đi thẳng vô vấn đề giúp con đi. Con đứng đây hồi nãy giờ gió mát, còn con thấy không khí thiệt sự là ổn áp lắm rồi. Dạ. Mọi người hít vô. Hít vô. Hít xong vô. Có nghe thấy mùi gì không? Mùi gì? Nghe mùi gì? Dạ, mùi của miền Tây sông nước. Phong cảnh hữu tình nữa. Dạ. Tò mò quá rồi. Nôn quá rồi chị ơi. Thôi được rồi, để chị nói nè, bây giờ không cần phải nôn và tò mò gì nữa hết. Bây giờ chị và má chị sẽ mời tất cả các em cùng nhau đi trải nghiệm luôn. Rừng rừng vậy ta đã về chị, tất cả tụi mình ăn tết tưng bừng luôn nha, tưng bừng đủ món ăn chơi à nha. Mầm cổ ngày tết có những món gì vậy ta? Có thịt hộp với cải chua ngon lắm mà nha, chè canh khổ qua quá sức đã nữa á. Còn có bánh tét lạp sữa nữa đó đa, tôm khô củ kiệu còn vào thì hết ý hay nha. Dạ giờ chả luộc món cuốn bánh chắc cũng là hết ý, còn các loại khô đặc sản ngon nước tiếng miền Tây nha. Mừng điểm công nhân nha mấy anh mấy chị nha, còn ai hảo ngọt cũng xem là em xin mời luôn nha. Dừa chuối phong dùng ruột gạo gừng cay, chưa ok nữa thì cậu mai tìm người chúc tim ngay. Thương ít hay thương nhiều không thì cũng sương sương. Ăn tết miền Tây thì còn phải chơi tết miền Tây, tát mường bắt cá và đu xù ba lá, còn nhiều trò chơi dân gian chơi hoài mà không hết á. À. Sợ gì khó mà còn lo, nếu lo chỉ lo hay trò khó, chạy xe qua cầu lát mưa một mình ta. Nhiều gió lớn mênh mông cánh đồng xa, mới có bao nhiêu đó thôi mà thấy đã quá xa. Việt Nam có tết cổ truyền thật hay tiếng, miền Tây ăn tết đậm đà bản sắc Việt. Muốn lên xin đồng Vĩnh Long ngày hội mở, ca hát ngày múa có bông ngày hoa nở. Già trẻ lớn bé vỗ tay tươi cười khắp các tỉnh, cùng nhau tỏa sáng năm mới và sự yên bình. Chúc mừng năm mới. Dì Năm đây. Trời ơi, thật sự là tuyệt vời dì Năm ơi. Con thấy không? Vữ vội. Trời ơi. Thấy nói chưa? Nói thiệt dì Năm nha, nói thiệt dì Năm. Con á, tụi con là làm về du lịch. Đó. Nhưng mà tụi con trải nghiệm biết bao nhiêu tour miền Tây sông nước rồi. Chưa có một cái tour nào mà đã như ở đây nha. Con, trời ơi, phong cảnh hữu tình đã vậy còn đặc trưng những món ăn truyền thống đặc sắc nữa nghe con. Dạ.
tôi nói là không có muốn về luôn đó. Đúng rồi, mấy bạn thấy tôi nói có gì sai không? Đây là một chuyến, một tour du lịch ở trong mơ, đúng không? Dạ. Không khí thì trong lành thoáng đãng, món ăn thì quá đặc sắc thơm ngon, đặc biệt là tình người ấm áp vô cùng luôn. Dì Năm ơi, dì Năm, con nói dì Năm nghe, một cái tour quá chất lượng rồi dì Năm. Ừ, nếu vậy thì thôi tụi con ở đây ăn Tết với dì Năm đi. Dạ. Dạ. Ủa sao vậy? Chị kỳ vậy má? Dạ. Khen quá trời ơi, mời lên khen quá trời, mời lại ăn Tết không chịu ở lại là sao? Dạ dì Năm ơi, dì Năm Tết là đoàn viên là phải ở với gia đình chứ. Bây giờ tụi con đi về chợn mùng 6 tụi con hoành xuống. À. Dì Năm với chị Hai đưa tụi con đi, đi vài ngày luôn nha, để tụi con làm một cái bài để tụi con đi thi. Dạ. Thôi thì bây giờ dì Năm với lại con gái của dì Năm thay mặt cho bà con ở đất Vĩnh Long này để gửi tặng cho tất cả các con những món quà để về ăn Tết nha. Trời ơi, đó bưởi nè, đó đó, đó đấy, cái này luôn, cái này là bưởi, có cái đấy bưởi ngon chưa đó. Quá vậy Năm ơi, đó thơm ghê chưa. Rồi mấy ông thấy chưa, cái chuyến về miền Tây, về Vĩnh Long đợt này thiệt là không có uổng công rồi. Trời ơi, tình đất tình người sao mà nó dạt vào. Bây giờ nó nghe nè, sao không, bây giờ chốt kèo luôn đi, chọn Vĩnh Long, Cù Lao, An Bình, mình làm đề tài cho đợt thi này được không? Nhất trí luôn, nhất trí, dạ. Thật ra là con cũng xin đại diện cho bốn đứa tụi con á, để gửi tới dì Năm nè, gửi tới chị Thắm, rồi gửi tất cả các bà con đang ở Vĩnh Long là chúc cho mọi người một năm mới thật là vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, và chúc cho mọi người ăn một cái Tết thật là vui vẻ. Vui vẻ. Tết miền Tây, Tết hết sảy. Cảm ơn nhóm kịch đã mang đến những khoảnh khắc thật tươi vui và cũng đầy ấn tượng về quê hương Vĩnh Long trong năm mới. Và cùng với theo đó là một thông điệp đầy ý nghĩa, góp phần quảng bá và phát triển tiềm năng du lịch quê nhà. Và kính thưa quý vị, mùa xuân mùa khởi đầu cho một năm, và những điều tốt đẹp cũng bắt nguồn từ thời điểm năm mới xuân về. Và chúng tôi tin chắc như vậy khi mà vừa mới đây, bên cạnh những thành tựu của tỉnh Vĩnh Long, thì vừa qua chúng ta đã đón một niềm vui lớn, đó chính là cầu Mỹ Thuận 2, cầu dây văng đầu tiên do kỹ sư công nhân Việt Nam thiết kế và thi công đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã góp phần phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Vĩnh Long quê tôi đó, tươi màu đổi mới, thấm đượm tình người, tình đất thiết tha. Lại của cha ông từ thời mở cõi xa xưa, Vĩnh Long hồ nước độc rừng thiên, trên bờ cọp lúa dưới sông sâu lội, cách trở đò ngang dân gia trăm bề, muốn qua sông phải lũy phà, có dòng cô buồn hành khất kẻ đến người đi. Nay cầu dây văng nối nhịp đôi bờ, thỏa ước mơ từng phút từng giờ. Những chuyến phà chỉ còn trong kỷ niệm, không còn đợi chờ đi sớm về trưa. Từng thơ đất tìm chút dư âm của tiền nhân khai quang lập.
rừng thiên thiếu thốn trăm. Lần ốm ấp thịt xương, cuộc sống bình yên, đất công đoạn trường. Vĩnh Long trong tim người là nỗi nhớ thương, có giọt lệ dương khi sống tiền còn cách chia xứ sở. Dòng của tiền hiền xe cổ bon bon trên chiếc cầu lịch sử, những chuyến phà chỉ là quá khứ ngày xưa, không còn cảnh đợi chờ đi sớm về trưa. Câu dòng cổ say xưa theo dòng người xuôi ngược, Vĩnh Long quê nghĩa tình sao chưa tăng tốc mở lòng hòa nhịp bước dừng say. Từ mọi miền đất nước xa xôi khó khăn chẳng ngại, về Vĩnh Long đem lại niềm hạnh phúc cho bao. Hoàn thành anh chẳng phúc ngơi tay, dịch bệnh hoành hành cuộc sống có lúc đắng cay, dải nắng dầm sương anh không một ngày nản chí. Đời công nhân đơn sơ bình dị suốt tháng, quanh năm kết tình tri kỷ với công trường. Châu thổ ngát hương
cao tóc trai dài lĩnh sử sáng trang đất được nghĩa nhân chim từng đàn về xây tổ mỗi hạt phù sa thấm máu xương tiền nhân tuôn đổ kết tinh viên gạch dựng xây mảnh đất chính rồng biết mấy tự hào xứ sở cửu long nơi có những con người năng tình giới sông Mỹ Thuận cái xe lạnh của không khí đầu xuân như trong làng nắng ửng khói mơ tan hương xuân len lỏi trong gió qua từng góc phố hương xuân vờn trên mái tóc người thiếu nữ và vương trên đôi má ửng hồng trẻ thơ mùa xuân đến cả đất trời như bừng dậy và lòng người cũng ngập tràn hạnh phúc khi đôi lứa được nêm duyên và nghe bên ca sĩ Mỹ Lệ với ca khúc Lắng nghe mùa xuân về. Và kính thưa quý vị, mùa xuân về cảnh sắc đất trời trở nên sống động hơn. Một âm thanh líu lo của chú chim nhỏ, một tiếng đàn vang lên cũng khiến cho lòng ta cảm thấy rộn ràng và hân hoan hơn. Nụ cười trên môi thì cũng trở nên rạng rỡ hơn khi mà nhìn thấy những nhành mai nở trước hiên nhà. Và không biết từ bao giờ thì những câu hò điệu lý trong những buổi ra đồng hoặc là trong những buổi hẹn hò của trai gái thanh xuân đã trở thành một trong những nét rất quen thuộc vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Và những thanh âm của mùa xuân, những câu hò điệu lý thân quen ấy sẽ được kết hợp trong một bản hòa tấu rộn ràng của nhóm Nhạn Việt với các nhạc cụ dân tộc trong ca khúc Thương Quá Việt Nam. Và các điệu lý sẽ được tiếp nối ngay sau đây như là một món quà đặc biệt mà chương trình gửi đến quý vị khán giả.
ngọc ngàn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hoa cúc vàng trên sân anh, xinh như áo mới em ngày nào. Hoa nắng hồng trên quê anh, xinh như má thắm em ngày xanh. Việt và ca sĩ Đông Đào đã mang đến một bản hòa tấu tuyệt vời. Kính thưa quý vị, những mùa xuân tiếp nối những mùa vui. Đất nước chúng ta đã bước vào thiên niên kỷ mới, với mỗi một mùa xuân năm nay đều hơn xuân năm trước. Và trước thềm năm mới, chúng ta không chỉ chúc nhau phúc lộc, an lành, mà còn mong rằng mỗi người sẽ đều vững tin và nhiệt huyết để cùng nhau dựng xây quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp, giàu mạnh, phồn vinh. Và những ước muốn cũng như lời chúc nhiều ý nghĩa ấy sẽ được gửi gắm qua ca khúc Anh Cho Em Mùa Xuân với giọng hát của danh ca Phương Dung và ca khúc Bên Em Mùa Xuân với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Lệ. Còn vỉa phố mắt buồn vìn ngọn cây, anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lòng non vừa chảy lá, bài thơ thương cõi đời bay chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi, đất mẹ đây có lúa
đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chiêm ngót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Non nước này bài thơ còn sao xuyên sung nắng vàng ban thơm sữa ngọt, dài đất hiền chiêm ngót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyên, sung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân. Hương mùa xuân dịu dàng, xa mây trời một màu xanh, em tươi
ngay lòng. Mình vui lên đi anh hỡi, em yêu anh trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh, mùa xuân đẹp những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt em vừa trao. Đón
vàng, chiều tia nắng phía trong anh mùa sáng. Gió mãi mênh mang trên đôi môi hồng, người em yêu tìm về trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Dừng xuân ơi xin lặng gió heo mây, để chim muông quay về với muôn cây. Thì xuân ơi trong anh mùa sáng, gió mãi mênh mang trên đôi môi hồng, người em yêu tìm về trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Người em yêu tìm về trong cuộc sống, bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Dừng xuân ơi xinh lặng gió heo mây, để chim muông quay về với muôn cây. Thì xuân ơi xinh dệt mỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tìm dấu muôn hương. Để gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát từ nhà xuân chơi vơi, để hồn ta say trong tiếng cười. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong anh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm về trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, thời khắc giao thừa đã điểm, năm mới Giáp Thìn 2024 sẽ mở ra với thật nhiều điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với mọi người, mọi nhà. Và thưa quý vị, trong không khí hân hoan phấn khởi, xin được kính mời quý vị đại biểu, quý khán giả cùng lắng nghe những lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, mùa xuân đã đến với mọi người, mọi nhà. Trong thời khắc chuyển giao đẹp đẽ và linh thiêng của trời đất, chúng ta thành kính tri ân công đức tổ tiên, các thế hệ cha anh đã bao đời dựng xây, dệt nên gấm vóc non sông, cho mùa xuân độc lập, cho nhân dân được sống tự do, ấm no, hạnh phúc, cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước hôm nay. Trong không khí ấm cúng thiêng liêng đón Tết cổ truyền dân tộc, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững. Năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã khẳng định vị thế mới, tầm vóc mới của một Việt Nam kiên cường trong gian khó, luôn kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân, đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật
luôn là người bạn chân thành, đối tác tin cậy của các nước, được cộng đồng quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Giao thừa là thời điểm sâu lắng để chúng ta suy ngẫm về những điều đã qua, nghĩ về tương lai tươi sáng của mỗi người, mỗi gia đình và của dân tộc. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam đề cao phẩm giá, trí tuệ và khai mở sức sáng tạo trong mỗi cá nhân, giải phóng các tiềm năng, khơi thông các nguồn lực sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn để dân tộc ta vững bước tiến lên, đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa. Mùa xuân mở ra bao ước mơ, khát vọng và những khởi đầu tốt đẹp nhất, ấm áp nhất, giàu sức sống nhất. Trong không khí xuân của đất trời và xuân của lòng người hội tụ, giao hòa, chúng ta hãy cùng nhau đón nhận những nguồn năng lượng mới, dành cho nhau những mong ước chân thành, tốt đẹp, cùng chúc cho dân tộc trường tồn, cho đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Chúc đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sức khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc. Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới. Chào thân ái. Và bây giờ xin được kính mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình pháo hoa nghệ thuật chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 từ quảng trường thành phố Vĩnh Long. Và thế là Tết đã đến, dù vang tình tiếng pháo Tết, cánh mây vàng ánh nắng chúc ngày thêm. Người ta rộn ra chúc Tết, trẻ con rực rỡ áo Tết, cầu mong một năm mới hết lũ chim non vui mừng, cho đón năm mới thêm tươi mừng. Hót lên không ngại ngần, rằng Tết đến theo một con. Tết vui trong yên bình, mỗi bạch chim có hương gia đình. Bố đang ăn mứt dừa, mẹ đi bắt cá xưa. Và thế là Tết đã đi, mùa xuân rộn rã cánh em, bà con hàng xóm nao nức đi chùa. Cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mới đến, cầu cho một năm mới hên.
có nghe trong mùa xuân hôm nay đã về rồi, lá hoa đang trôi non. Chúc người sẽ
đoàn tụ cùng ấm êm bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Mừng Tết đến và lúc đến nhà nhà cây mai vàng cành đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người người sẽ gặp lành tới sau được nhiều lòng hợp thế này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người người sẽ gặp lành tới sau được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Bình an bên nhau.
mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mây vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nhà sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc vàng Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Áo trắng nơi nơi, các phố người người đi hái lộc. Đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong đi trong xuân, long phụng về đây sum vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lòng đến nhà nhà, cái mây vàng cánh đào hồng. Như vậy là chương trình trình diễn của Hoa Nghệ Thuật cũng đã khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn 2024. Thay mặt cho các nghệ sĩ và những người thực hiện chương trình, biết chúc quý vị một năm mới thật sum túc, bình an, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và tin rằng một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới sẽ đến với Việt Nam nói chung và quê hương Vĩnh Long nói riêng.